Thùy Linh mến chào quý khán thính giả thân yêu của kênh Thông Điến TV. Mến chúc quý vị có một ngày mới nhiều niềm vui và bình an. Quý vị thân mến, vâng, nói chung là đến thời điểm ngày hôm nay thì cũng vẫn chưa có thông tin tức gì rõ ràng và chính xác nhất từ phía cô siêu Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà báo chí, rồi lại đặc biệt những cái Facebooker không có cảm tình, không có ưa thích bên phía cô Nguyễn Phương Hằng thì họ đã đồng loạt đưa tin là những cái thông tin nói rằng là cô Hằng sẽ bị kịch khung rồi và hẹn là sẽ bị bế đi ít nhất là 7 năm. Rồi bên Nguyễn Xin thì nói là sẽ đưa đi nơi này, nơi nọ, nơi kia. Họ đồng loạt công kích cô CEO Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều. Trước đây thì họ không có đồng tình những cái việc làm của cô Hằng. Thế cho nên là khi mà cô Hằng gặp nhiều rắc rối thì họ rất là hả hê. Có lẽ là họ ăn mừng dùm với những cái người bên phía ca gừng sĩ. Thôi thì cái chuyện đó nó đến thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi quý vị. Nhưng mà có một cái số vấn đề rất là hay thì mình xin chia sẻ ở trên bài báo Công Luận. Là cơ quan ngôn luận của Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam viết một vài bài cũng rất là hay, giải đáp rất là nhiều những khúc mắc của chúng ta. Thì bài báo này có một cái bản tin với chủ đề là bà Nguyễn Phương Hằng có được tại ngoại trong quá trình điều tra hay không? Trong quá trình điều tra. Và theo thông báo của Công Luận thì luật sư cho rằng cái việc mà thay đổi các biện pháp ngăn chặn đối với cô Nguyễn Phương Hằng trong quá trình điều tra rất có thể sẽ xảy ra, bởi vì cô siêu Phương Hằng là có chỗ ở ổn định, có công việc rõ ràng, có thân nhân tốt, cũng là như là có tiền để đảm bảo và bảo lãnh. Đây rõ ràng là những cái điều mà cô Hằng có thể chắc chắn 100% đáp ứng đủ, đúng không quý vị? Và đó thì Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp cũng đã là phê chuẩn các quyết định này. Thì cái chuyện đó thì ai cũng biết rồi. Và theo báo Công Luận viết tiếp thì là liên quan đến cái vụ việc thì luật sư Trần Minh Hùng là trưởng phòng văn phòng luật sư gia đình đoàn luật sư TP.HCM đã chỉ ra theo khoản 1 Điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi và sửa đổi bổ sung năm 2017. Thì người phạm tội sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm khi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do hội họp, hội lập hội và các quyền tự do dân chủ khác để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, tức là có cảnh cáo này, giống như là tù treo 3 năm hoặc là tù 6 tháng đến 3 năm. Cái đó là khung 1 nha quý vị. Còn theo khoản 2 điều 5 thì cái trường hợp phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì sẽ bị phạt tù từ 2 cho đến 7 năm. Đó là cái khoản 2 và căn cứ theo quy định trên thì tùy theo tính chất mức độ hành vi rồi cái hậu quả mà có thể là áp dụng khung hình phạt khác nhau. Quan trọng là cái hậu quả gây ra thì sẽ áp dụng cái khung hình phạt khác nhau. Hình phạt cao nhất có thể là đến 7 năm tù, đó là luật sư Hùng cho biết. Tuy nhiên theo luật sư Lê Trung Phát, giám đốc hãng luật sư Lê Trung Phát đoàn luật sư TP.HCM cho biết, ông đánh giá cái khả năng cao là cô siêu Đại Nam phải đối mặt với khung hình phạt cảnh cáo. Luật sư Phát thì cho rằng là cô Hằng có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm và rất khó là để có thể khởi tố cô Hằng với khoản 2 của điều luật này. Đó là theo luật sư Phát nêu thì bà Hằng có thể rơi vào khung 1. Theo như luật sư Lê Trung Phát, đoàn luật sư TP.HCM đã nhận định và cái quan trọng là cái điều này là có thể thay đổi biện pháp ngăn chặn tại thời điểm này. Và theo luật sư Phát thì cái việc mà bắt tạm giam cô Hằng vào lúc này thì là cần thiết để nhằm phục vụ cho công tác điều tra ban đầu cũng như hạn chế cái việc bà hộ cô Hằng là tiếp tục live stream để có thể gây thêm tiêu cực cho xã hội. Tức là người ta ra cái lệnh tạm giam này để ngăn chặn không cho cô Hằng live stream nữa nha quý vị. Để không cho tiếp tục live stream. Nói như vậy không có nghĩa là cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tạm giam cô Hằng liên tục trong quá trình điều tra, sẽ không có nghĩa là cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tạm giam cô Hằng liên tục nha quý vị. Bởi vì theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, đó thì biện pháp tạm giam chỉ là một trong những biện pháp ngăn chặn, là đó chỉ là một trong những biện pháp ngăn chặn mà thôi. Vì thế trong quá trình điều tra nếu xét thấy phù hợp, khi có yêu cầu từ người nhà của bà Hằng thì cơ quan công an TP.HCM vẫn có thể thay đổi các biện pháp tạm giam thành biện pháp khác như là bảo lãnh. Theo Điều 121 thì sẽ được bảo lãnh, còn theo Điều 122 thì có thể đặt tiền để bảo lãnh, đúng không?
Một là người nhà bảo lãnh bình thường thì sẽ tại ngoại. Thứ hai là đặt tiền để bảo lãnh cũng sẽ được tại ngoại, hoặc là cấm đi khỏi nơi cư trú theo điều 123 cũng có thể là được tại ngoại, nhưng mà theo ba cái điều đó. Thứ nhất là người thân bảo lãnh, thứ hai là đặt tiền để bảo lãnh, thứ ba là cấm đi khỏi nơi cư trú. Đó là theo nhận định của luật sư Phát nha quý vị. Và luật sư cũng nói thêm là cái việc mà thay đổi biện pháp theo điều 123 nó cũng không mâu thuẫn với biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trước đó đúng không? Tức là cấm đi khỏi nơi cư trú thì nó cũng không có mâu thuẫn với cái chuyện mà cấm xuất cảnh trước đó mà công an cũng đã áp dụng đối với bà Hằng, bởi theo thời điểm đó thì CEO Đại Nam còn di chuyển chỗ ở là giữa thành phố Hồ Chí Minh và chỗ làm là Bình Dương. Công an Bình Dương cũng đã tiến hành là thụ lý đơn tố giác bà xong. Hiện nay bà Hằng đã bị khởi tố, tức là công an thành phố Hồ Chí Minh, và vẫn được quyền áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, có thể là không được đi khỏi thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra, tức là cấm đi khỏi nơi cư trú giống như ông Lê Tùng Vân hiện tại. Vậy được ở nhà và cấm đi khỏi nơi cư trú, vì có thể thay đổi các biện pháp ngăn chặn trong quá trình điều tra là có thể xảy ra. Bởi vì thứ nhất là cô Hằng có chỗ ở ổn định, đúng không? Và có công việc rõ ràng, có thân nhân tốt và có tiền để đảm bảo được thực hiện một trong các biện pháp ngăn chặn nêu trên, thì đó, cái điều 121, 123 đó, tất cả các điều đó thì bên phía cô Hằng có thể đảm bảo hết, từ nhân thân tốt, công việc rõ ràng, chỗ ở ổn định cho tới là có tiền, đúng không quý vị? Đó là một cái điều cũng rất là may mắn, đó là những nhận định của luật sư Phát. Trong khi đó, phân tích khả năng thoát tội của cô Hằng thì luật sư Trần Minh Hùng đánh giá khó có thể xảy ra, bởi cái hành vi phạm tội của cô Hằng cũng khá là rõ ràng, nó lặp lại nhiều lần và được lập vi bằng. Theo quy định thì một người được coi là chưa có tội thì chưa có bản án hiệu lực của tòa án, xong cái việc thực hiện hành vi nhiều lần, lặp lại tần suất liên tục thì theo tôi khó để cho rằng là không có hành vi, không có cấu thành tội phạm. Đó là luật sư Hùng nêu quan điểm. Trước đó thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với cô Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 29 tháng 4, khoảng tháng 3 năm 2021. Thì cô Hằng thường xuyên livestream bóc phốt nói về một số nghệ sĩ, luật sư, nhà báo. Cô Hằng cũng đã bị các ca nghệ sĩ Đàm Vĩnh Viễn, Vi Nổ Thủy Tề, những cái đơn thư mà công an Bình Dương cũng như công an thành phố Hồ Chí Minh đã từng thụ lý đơn khi mà thư kiện cô Hằng, thì đó là một số nhận định ở trên báo Công Luận. Đây là một cái cơ quan của Hội Nhà báo Việt Nam, tòa báo cũng rất là uy tín, thì rất hy vọng là cô Nguyễn Phương Hằng sẽ được tại ngoại trong quá trình điều tra, bởi vì bốn cái yếu tố để có thể bảo lãnh thì cô Hằng đã đáp ứng đầy đủ hết, từ công việc làm, chỗ ở cho đến tiền bạc, đến thân nhân tốt, đặc biệt là chú Huỳnh Uy Dũng, cho nên rất là mong rằng ở bên phía gia đình cũng như là bên phía chú Dũng thì cũng có biện pháp gì đó để giúp đỡ cô Nguyễn Phương Hằng trong cái thời điểm này. Có thể thấy, qua nhiều giờ sau khi báo chí đồng loạt đưa tin CEO Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, lòng dân như đổ vỡ. Đó là một người phụ nữ mạnh mẽ, dám nói, dám hy sinh vì cộng đồng mà lên tiếng gần một năm qua. Hy sinh danh dự bản thân và gia đình, hy sinh tài sản của cá nhân và doanh nghiệp để giúp biết bao nhiêu người nghèo, trẻ em và giúp đỡ xây dựng những công trình quy mô. Nhưng tại sao lại vùi dập một người phụ nữ như vậy? Tình cảm của mọi người dành cho cô có thể nói như nào lúc này đây, vẫn trăn trở không thể ngủ được. Người thì quên cả giờ ăn, người thì không thể làm gì ngoài bật khóc. Có lẽ đã làm được điều này hay chưa? Chưa có ai làm được điều này, và chỉ có mỗi mình cô siêu Nguyễn Phương Hằng lấy được nước mắt của hàng ngàn người, hàng triệu người trong và ngoài nước, chờ đợi đến nghẹt thở khi hay tin siêu bị bắt tạm giam. Nhưng không có một lý do gì lại là bị bắt đi tạm giam một người đi tố giác tội phạm thành phạm tội, vạch trần sự đê hèn của những người trong nhóm lợi ích. Có thần y hay không? Có kêu gọi từ thiện trục lợi hay không? Có bầy đàn tấn công hay không? Có ngồi xổm chèm pháp luật hay không? Có dùng truyền thông bẩn hay không? Có một giấc mơ mà dần trở thành sự thật. Thùy Linh tin ngày mai sẽ chiến thắng. Thắng trong lòng dân, thắng trong lòng người dân, và luôn luôn yêu thương và tin tưởng 100% cô siêu Nguyễn Phương Hằng. Và tôi có giấc mơ siêu Nguyễn Phương Hằng vẫn xinh đẹp, vẫn khỏe mạnh và sẽ quay lại sớm nhất có thể. Cùng với sự quay lại này là một sự đau khổ của những người chống phá và tấn công vào siêu Nguyễn Phương Hằng cũng như công ty Đại Nam và quỹ mộ tim Hằng Hữu. Vì các anh chị truyền thông bẫn đang cố gắng là dãy giụa cấu xé, thì với những hơi thở yếu ớt sắp tàn thì không còn sớm nữa. Thưa quý vị và các bạn, vậy thì qua cái sự việc này, chúng ta thấy công lý ở đâu và dư luận ở đâu? Pháp luật nói rằng sai đến đâu xử đến đó. Pháp luật thượng tôn, việc bà Phương Hằng sai phạm và bị xử lý theo pháp luật thì chúng tôi là không thắc mắc.
Nhưng mà từ khi bà Phương Hằng lên tiếng đối với nhiều vấn đề trong xã hội, nhất là giới showbiz, Võ Hoàng Yên, Lê Tùng Vân, cùng với là những rác thải rác bẩn, nghệ sĩ bẩn, nhà báo bẩn, luật sư bẩn, dư luận ít nhất là trên mạng xã hội cũng đã dậy sóng, bởi vì rất nhiều người cho rằng những thứ bà Hằng đề cập đến không phải là không có lý do. Hoài Linh có ngâm tiền từ thiện, chậm trễ từ thiện hay không? Trong hoạt động khám chữa bệnh của Võ Hoàng Yên có khuất tất hay không? Có lừa đảo hay không? Có sự bỡ đỡ chống lưng của ai hay không? Có hiện tượng thoa hóa, biến chất và biến thái, thao túng, lộng hành, hủy hoại môi trường văn hóa lành mạnh trong giới nghệ sĩ showbiz hay không? Tất cả các ca nghệ sĩ kêu gọi ủng hộ tiền từ thiện đều là Phật sống, không tơ hào một đồng một cách từ nguồn từ thiện khổng lồ này hay sao? Tịnh Thất Bồng Con hiện có hiện tượng giả sư, có trục lợi từ thiện loạn luân hay không? Bà Hằng sai, bà Hằng sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, những kết quả kết luận vừa rồi về hoạt động kêu gọi từ thiện của các ca nghệ sĩ, hoạt động khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên thì chưa thực sự thuyết phục được chúng tôi, những người dân. Nhiều ý kiến đã vi von, kết luận của các nghệ sĩ không trục lợi từ thiện cũng giống như là kết luận năm xưa của đoàn kiểm tra tại Quất Lâm không có mại dâm. Bà Hằng sai, bà Hằng bị xử lý. Nhưng những kẻ ấy là bị bà ấy tố cáo trong sáng hay là không? Chúng tôi tin rằng là công lý sẽ được thực thi và trắng đen sẽ phải cần được rõ ràng. Và chúng tôi rất mong các cơ quan, các cấp, ban lãnh đạo trung ương sẽ vào cuộc để đem lại những ánh sáng cho đời và phải công nhận những điều bà Hằng đã làm được gì và sai phạm ở đâu thì sự đó. Nhưng những cái bà Hằng làm được thì chúng tôi rất mong phải được công nhận. Quý vị thân mến, công bằng và sự thật không có ở trên đời. Pháp luật chỉ là một phần của đạo đức, nhưng đạo đức chưa hẳn là pháp luật. Và trên đây là những nội dung mà Thùy Linh cùng ban biên tập Hóng Biến TV muốn gửi đến cho quý vị. Và chúng tôi sẽ liên tục theo dõi drama này và cập nhật liên tục những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất gửi cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Và xin chân thành cảm ơn quý cô, chú, anh chị em đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.